Nhắc đến mưa thì đối với những người đang yêu, dường như mưa làm cho con người ta trở nên lãng mạn hơn, yêu đời hơn. Còn đối với những người đã chia tay tình yêu của mình thì dường như mưa làm cho nỗi buồn của họ nhân lên gấp nhiều lần. Và mưa cũng chính là nguồn cảm hứng để các nhạc sĩ sáng tác những ca khúc viết về tình yêu với những cung bậc sắc thái tình cảm thật đa dạng và phong phú. Và sau đây, anh Quân xin mời quý vị cùng chia sẻ cảm xúc này qua một ca khúc được mang tên Em về kẻo trời mưa. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
Vừa rồi là những video clip được thực hiện trong album mới nhất của ca sĩ Cẩm Ly. Anh Quân hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có những giây phút thật tuyệt vời khi thưởng thức album này. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị về Trung tâm Kim Lợi để cho những album sau này của Cẩm Ly ngày càng hoàn thiện hơn. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.